Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với FPT Shop Channel. Thì tại Computex 2017 thì Asus họ đã ra mắt bộ đôi kế nhiệm của hai chiếc laptop là GL553 và GL753 và ra mắt thị trường vào cuối năm nay, đó chính là chiếc GL503 và GL703. Và hiện tại ở đây thì mình đang có chiếc Asus ROG Streetcar Edition GL703 phiên bản cấu hình Core i7 và GTX 1060. Thì nói về nội thất bên trong ấy, thì so với GL753 thì GL703 nó không có quá nhiều điểm khác biệt. Nhưng mà rõ ràng, nhìn thấy rõ nhất đó chính là về thiết kế bên ngoài. Trong chiếc máy có thiết kế đơn giản hơn bởi vì nó được lược bỏ đi các đường phát chéo màu đỏ hay là màu cam. Nhẹ nhàng, thanh thoát nhưng mà nó không kém phần mạnh mẽ. Phần mặt nắp thì được làm sang trọng với lớp vỏ từ kim loại nhôm, họa tiết phay sức xéo, kết hợp với tông màu đen ánh bạc. Logo ROG được phủ một lớp bóng kính sang trọng. Nó càng làm nổi bật hơn khi mà bạn mở máy lên, logo này sẽ chuyển qua màu đỏ bởi vì nó có đèn ở phía sau. Phần mặt nắp thì được chia làm hai phần bởi một cái đường G nổi chéo nằm theo hoa văn phay xước. Và cạnh trái thì chúng ta sẽ có cổng nguồn, cổng mạng LAN, cổng mini DisplayPort, cổng HDMI và hai cổng USB. Cạnh phải là nơi đặt hai cổng USB, cổng USB Type-C. Và trên chiếc GL703 này thì Asus họ đã loại bỏ đi cái ổ đĩa quang để tối ưu cho thiết kế của máy. Phần mặt đáy được thiết kế với cái kiểu hoa văn chạy sọc trông rất là bắt mắt. Và đây cũng là cái khe của quạt tản nhiệt này. Hệ thống tản nhiệt thì với hai khe được đặt ở cạnh sau của máy. Đây là một cái điểm cải tiến khi mà vị trí này tản nhiệt sẽ ít ảnh hưởng đến người dùng hơn khi mà chơi game. Hai loa ngoài được đặt ở hai cạnh bên của máy với công nghệ Smart AMP theo dõi cường độ tín hiệu âm thanh. Nhờ vậy mà âm lượng có thể tăng lên đến 200%, tăng bass mà không gây hỏng loa. Chiếc GL703 mình đang có ở đây thì sở hữu màn hình có kích thước là 17.3 inch, độ phân giải là Full HD và trang bị tấm nền IPS. Một điểm cộng của màn hình này đó chính là nó được trang bị tần số quét lên đến 120Hz, cho trải nghiệm hình ảnh cũng như là chơi game mượt mà hơn rất là nhiều so với các máy có tần số quét là 60Hz. Và kết nối với màn hình và thân máy là cụm bản lề kép. Nhìn trông đơn giản, nhỏ nhắn nhưng mà nó mang đến một cái trải nghiệm cũng như là khả năng kết nối giữa máy rất là ổn. Tuy nhiên có những lúc mà mình dịch chuyển máy đi nhiều thì cái màn hình này có vẻ hơi rung lắc một tí. Với bản lề này thì người dùng hoàn toàn có thể mở máy lên bằng một tay rất là dễ dàng mà không hề gặp bất cứ một cái khó khăn gì cả. Đặt giữa màn hình và bàn phím đó chính là cụm 4 cái phím tắt, tăng giảm âm lượng, tắt mic và nút kích hoạt nhanh Gaming Center. Phần khe quạt gió cũng được đặt ở phần này. Và phần bàn phím của máy thì phải nói là trông rất là nổi bật, bắt mắt với hệ thống đèn nền RGB 16 triệu màu này. Một cái điểm cộng nữa là giữa các phím chức năng ấy, Asus họ đã tạo ra các khe trống để người dùng định vị nhanh và chính xác hơn. Bàn phím này thì cũng được tích hợp công nghệ Overstroke độc quyền, giúp phím khi mà nhấn xuống thì tín hiệu sẽ được nhận sớm và chính xác nhất cho các thao tác êm hơn. Về phần cấu hình thì chúng ta có rất là nhiều cấu hình để người dùng lựa chọn, với con chip Core i7 7700HQ, các đồ họa là GTX 1050 này, hoặc là 1060 hay là thậm chí là 1070. Và cái bản mình đang có ở đây thì nó sử dụng GTX 1060 RAM 8GB HDD 1TB. Thì ngoài ra người dùng có thể dễ dàng nâng cấp lên SSD RAM qua phần mặt nắp ở phía sau. Và với cấu hình như thế này thì máy hoàn toàn có thể đáp ứng cái nhu cầu chiến game của người dùng. Với cái tựa game phổ biến nhất hiện nay là Liên Minh Huyền Thoại với Max Steel và mình cũng có Bạc Hữu Răng Cưa ấy. GL703 thì hoàn toàn chiến rất là mượt mà, với số FPS luôn ở mức cao nhất. Dĩ nhiên thì tựa game này không thể làm khó được chiếc máy. Bản chất là trên chiếc GL753-1050Ti thì mình cũng đã chơi rất là tốt rồi. Và với những cái game cơ bản như thế này không quá nặng thì máy có thể làm hoàn toàn rất là tốt, các bạn thì hoàn toàn yên tâm. Và một cái tựa game tiếp theo với phần đồ họa cũng cực kỳ là khủng, gây nghiện cho những cái fan yêu thích thể loại đối kháng, đó chính là game Tekken. Thì với cái game này máy chiến cũng rất là mượt, với số khung hình luôn duy trì ở mức là 60fps. Đồ họa game thì phải nói là rất đẹp mắt rồi. Máy dư sức đáp ứng cái việc chơi game này một cách mượt mà. Khi mà mình chơi á, chơi tầm khoảng 2-3 trận, đo nhiệt độ của máy thì tầm khoảng là 75 độ. Và thử sức với lại tựa game Overwatch thì máy cho khả năng chiến game này rất là mượt mà. Thử nhìn các khung hình được lia đi thì hoàn toàn có thể mượt. Và với một cái màn hình là 120Hz thì nó rất là phù hợp để chơi những cái tựa game như thế này. Và số khung hình của máy thì luôn duy trì ở cái mức độ cao khi mà chơi Overwatch thì trên dưới 100fps. Ở những pha đỏ trực tiếp thì FPS có giảm nhưng mà không quá đáng kể. Nhiệt độ của máy khi mà đo khi mà chơi Overwatch tầm khoảng 15 phút ấy thì nó lên được khoảng 80 độ, dao động từ 79 đến 80. Hệ thống tản nhiệt của máy thì gồm nhiều khe hút gió, nó giúp máy thu được nhiều không khí hơn. Hệ thống hai quạt 12V với tốc độ quay nhanh hơn các quạt thông thường. Đánh giá của mình thì phần quạt hoạt động khá là êm, kể cả khi mà chơi game trong thời gian dài nó vẫn cứ đều như vậy. Nó không có quá lớn cũng không ảnh hưởng đến việc chơi game nhiều. Tuy nhiên khi mà mình chơi game lâu ấy, mình vẫn thấy có một phần hơi khó chịu bởi vì phần quạt ở phía dưới màn hình nó khá là nóng, nó ảnh hưởng trực tiếp đến phần phím giữa quanh vị trí của phím J ấy, nên là khi chơi ở những cái phím chỗ này thì nó hơi nóng, nhưng mà nhìn chung thì nó không ảnh hưởng nhiều đến cái việc chơi game của chúng ta.
Và với sự thay đổi mạnh mẽ về thiết kế này, nâng cấp về cấu hình với nhiều tùy chọn, thì đây cũng là một trong những chiếc máy chiến game khá là tốt trong cái phân khúc để các bạn có thể lựa chọn. Vừa rồi thì mình cũng đã giới thiệu với các bạn chiếc Asus ROG Streetcar Edition GL703. Hy vọng là các bạn sẽ thích cái sản phẩm này. Và nếu có bất kỳ thắc mắc gì thì cứ comment bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn, xin chào và hẹn gặp lại trong những clip lần sau.